Việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ là trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ, nhưng tỷ lệ trẻ nhỏ bị thiếu cân, suy dinh dưỡng ngày càng tăng cao. Hầu hết các trường hợp trẻ bị suy dinh dưỡng đều bắt nguồn từ cách chăm sóc sai lầm của mẹ. Điều này ảnh hưởng tới sự phát triển thể chất và bị tác động nhiều đến sự phát triển trí tuệ. Vậy trẻ ăn gì để tăng cân? Đừng lo, sau đây chúng mình sẽ giúp bạn giải quyết lo lắng này nhé. Trẻ ăn gì để tăng cân? Các món ăn giúp trẻ tăng cân nhanh chóng. Chất dinh dưỡng cần thiết trong chế độ dinh dưỡng của trẻ. Trẻ có xương suy dinh dưỡng, cần tăng cân, nhu cầu năng lượng nhiều hơn trẻ bình thường để nhanh chóng phục hồi. Ngoài 3 bữa ăn chính mỗi ngày, nên cho trẻ ăn thêm bữa phụ nhỏ. Mỗi bữa phụ cách nhau từ 2 đến 3 tiếng, ưu tiên những thực phẩm giàu calori nhưng vẫn phải đảm bảo về chất dinh dưỡng. Đồng thời khuyến khích trẻ thường xuyên vận động, tăng cường sức đề kháng, tăng sự phát triển của cơ. Các dưỡng chất cần thiết giúp trẻ tăng cân là chất béo lành mạnh, cung cấp 9 calo trên 1 gram như ô liu, đậu phộng, bơ vân vân. Chất đạm giúp tăng cân cơ bắp như trứng, sữa, phô mai, đậu nành vân vân. Carbon hydrate 45 đến 65% lượng calori cần thiết cho hoạt động mỗi ngày như ngũ cốc, rau củ, trái cây vân vân. Các món ăn giúp trẻ tăng cân nhanh chóng. Ngũ cốc giàu protein, vitamin E, chất xơ, chất béo phù hợp để bổ sung cho cơ thể. Phụ huynh có thể trộn thêm ngũ cốc khi nấu cháo cho bé hoặc cho bé ăn ngũ cốc như một món ăn vặt đều được. Món ăn này dễ ăn, có thể trở thành món ăn yêu thích của trẻ. 2. Trứng. Trong trứng chứa nhiều hàm lượng protein, vitamin D, đặc biệt là choline, dưỡng chất quan trọng giúp trẻ phát triển trí não. Điều này giúp trẻ phát triển, tăng cân, cơ thể và trí não. Trẻ 1 tuổi trở lên có thể ăn một quả trứng. Phụ huynh có thể biến tấu món trứng thành nhiều kiểu đa dạng khác nhau. Điều này giúp trẻ nhìn và ăn không thấy ngán. 3. Khoai lang giàu tinh bột cung cấp một lượng đáng kể calori cho cơ thể trẻ. Ngoài ra khoai lang cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết quan trọng. Mẹ có thể cho trẻ ăn khoai lang nghiền hoặc trộn thêm sữa làm bánh khoai lang cho con ăn. 4. Khoai tây giúp cung cấp carbon hydrate, năng lượng cho trẻ bị suy dinh dưỡng. Khoai tây rất dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn cho trẻ, ví dụ như cháo khoai tây, canh súp khoai tây hầm thịt. Khoai tây chiên lắc phô mai đều là những món ngon giúp trẻ tăng cân nhanh chóng. 5. Sữa nguyên kem có chứa đầy đủ canxi và các chất dinh dưỡng của sữa bình thường. Sữa nguyên kem chứa nhiều calo và chất béo hơn. Trẻ nhỏ lại đặc biệt thích uống sữa. 1 ly sữa nguyên kem mỗi sáng sẽ giúp trẻ có đủ lượng chất béo cần thiết. Tuy nhiên, mẹ không nên cho bé uống loại sữa này trước khi đi ngủ vì có thể làm bé bị đầy bụng và khó chịu. 6. Bơ được coi là một trong những trái cây giàu chất béo nhất trong các loại quả. Vì vậy nên bổ sung thêm bơ vào thực đơn cho bé, giúp bé sớm tăng cân. Món ăn siêu bổ dưỡng này có thể cho bé ăn vào bữa phụ hoặc sinh tố bơ sữa nguyên kem. Công thức làm sinh tố bơ sữa rất đơn giản và không tốn thời gian chuẩn bị nhiều. Các mẹ hãy thường xuyên cho con mình uống nhé. 7. Hồng xiêm là loại quả có vị ngọt thanh, cung cấp lớn hàm lượng đường tự nhiên cao. Không những vậy, hồng xiêm còn cung cấp nhiều vitamin A, vitamin C, sắt, canxi rất tốt cho sức khỏe. Vì thế trẻ ăn hồng xiêm sẽ tăng cân, tăng sức đề kháng cho cơ thể. 8. Dầu ô liu cho chất béo tự nhiên, giúp ích cho sự phát triển trí não, cân nặng của trẻ. Vì vậy, hãy sử dụng dầu ô liu thay vì mỡ động vật hay các loại dầu khác cho bé ăn dặm. Đừng quên nấu kèm với dầu ô liu cho bé nhé. 9. Chuối. Trong chuối có chứa carbon hydrate, là nguồn dinh dưỡng cung cấp năng lượng tuyệt vời cho cả nhà. Các mẹ có thể cho bé ăn chuối chín trực tiếp hoặc xay nhuyễn với sữa để thay đổi khẩu vị cho bé nhé. Trẻ thiếu cân suy dinh dưỡng là nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh. Với những kiến thức trên đây, mẹ đã biết nhiều hơn về việc con ăn gì để tăng cân, bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho trẻ vào bữa ăn, kết hợp với việc bé vận động thường xuyên để cân bằng cơ thể và trí não. Chúc mọi người nuôi dưỡng trẻ thành công. Nếu các mẹ có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment ở phía dưới hoặc gọi vào hotline 0929 197 777 để nhận được tư vấn từ chuyên gia. Nhớ like kênh và subscribe kênh nếu mẹ thấy hay và để nhận được nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.